Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô có gửi gắm cho chúng ta một lời tâm sự bởi sự sức dầu của Đức Thánh Linh. Điều mà có thể ai đó tại đây đã từng kêu gào với Chúa rằng: Chúa ơi, bao nhiêu lời hứa tuyệt vời mà Ngài đã dành cho con, tại sao cầu xin mà chưa thấy? Tôi xin đọc đoạn Kinh Thánh này. Hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp tem trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng, uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Song phần nhiều trong họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta. Mọi điều đó xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo như lời chép dân sự ngồi ăn uống rồi đứng dậy mà chơi giỡn. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong ngày đó có 23,000 người bị bỏ mạng. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Câu 13. Những sự cám dỗ, thử thách, khó khăn đến cho anh chị em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Chúa Giêsu nói Ngài là con đường, Ngài là chân lý và Ngài là sự sống. Có nghĩa là khi chúng ta ở trong Ngài thì luôn luôn có con đường thoát. Khi chúng ta ở trong Ngài, chúng ta luôn luôn có đích tới là chân lý. Và luôn luôn chúng ta ở trong Ngài, chúng ta có sự sống để có sức mạnh từ bên trong để đạt được điều mà giới hạn trong con người của chúng ta. Và Kinh Thánh này nó đến với chúng ta và mang tới rất nhiều bài học. Tôi trong vòng khoảng nửa năm vừa rồi phải dùng thuốc, điều mà tôi không hề muốn. Từ nhỏ cho đến lớn tôi rất thích ăn, ăn cơm của mẹ, ăn phở, ăn thịt xào, ăn canh rau muống, ăn canh cua. Mình thích ăn, con người của mình cần đồ ăn để mà lớn. Nhưng khi chúng ta bị bệnh thì chúng ta cũng cần thuốc nữa. Thật ra đoạn Kinh Thánh này nó có thể là một liều thuốc để cảnh tỉnh mỗi chúng ta, để răn đe mỗi chúng ta. Và tôi tin rằng hết thảy mọi sự dạy dỗ, dầu cách này hay cách kia, nghiêm khắc hay là nhẹ nhàng, thì nó đều mang điều tốt cho mỗi chúng ta. Điều mà Việt Nam hiện tại trong vòng một tuần vừa rồi dậy sóng trong báo chí là một cô giáo đã kỷ luật một lớp học vì không vâng lời quỳ gối. Những đứa trẻ đã về mách với bố của mình, và bốn người phụ huynh đã kéo nhau tới hiệu trưởng đòi gặp cô giáo đó để ăn thua. Sau khi gặp cô giáo đó rồi, một trong bốn người đó đã bắt cô giáo phải quỳ 40 phút xin lỗi phụ huynh về điều mà cô đã làm. Tất nhiên cô giáo làm quá, nhưng sự thật quá là chỉ trong thế kỷ này, thời điểm này thôi. Chứ còn cái thời kỳ của tôi đó là cô giáo nghiêm khắc lắm. Và nghiêm khắc đến mức độ mà tôi bị phạt không về, về nhà không dám nói với bố mẹ nữa. Bởi vì khi nói bố mẹ phạt thêm. Và bố mẹ nói rằng đáng đấy, cô giáo dạy như vậy là đúng. Còn bây giờ khi họ về mách bố mẹ, các phụ huynh đã lao tới để làm thịt cô giáo. Một người phụ nữ mới sinh con trong sự sức ép, không chịu nổi, sợ bị mất việc, cũng như có thể bị trầm cảm về thể lực, đứng bên cạnh cô đơn vì hiệu trưởng đã bỏ đi, cô ta đã quyết định quỳ gối. Đó là một sự nhục mạ của nền giáo dục ở Việt Nam bây giờ. Thật ra nhiều những chức năng họ vào cuộc để tìm hiểu làm sao để vực lại cái điều đó. Và hôm nay tôi muốn nói với mọi người, không phải chỉ ăn chúng ta có thể lớn tốt được, nhưng còn có nhiều khi thuốc nữa. Có nhiều khi chúng ta cần phải xem là đứa trẻ vì sao không lớn,
không phải chỉ ăn thôi, mà điều gì khiến cho con mình không lớn. Có thể một căn bệnh còi xương nào đó, có thể vì thiếu vitamin nào đó. Và lời Chúa ngày hôm nay giúp cho chúng ta vì sao người Do Thái 40 năm chết trong đồng vắng mà không nhận được lời hứa. Chúng ta cùng nhau đi lần lượt. Có 5 điều mà cản trở dân Do Thái không vào được đất hứa. Điều thứ nhất, chúng ta cùng nhau để ý trong câu Kinh Thánh để nhận lại cho mình. Đừng bao giờ nghe lời Chúa cho người ngồi bên cạnh. Câu số 6, mọi điều đó xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu. Hãy nhắc lại cùng tôi từ tình dục xấu. Tình dục xấu này, đúng nghĩa của nó ra là tư dục xấu. Tư dục xấu có nghĩa là gì? Là lấy sức lao động của người khác để thỏa mãn lợi ích riêng của cá nhân, lợi dụng việc người khác làm để trục lợi cho bản thân. Ở bên Nga đã có một số những con người, họ tới hội thánh và họ vay mượn hết người này tới người khác. Và họ cứ lấy cớ vay người này vì có chuyện này chuyện kia và bắt đầu nó vỡ lở trong hội thánh. Rồi có một số người ở bên Nga, họ tới hội thánh ăn cắp hộ chiếu, ăn cắp tiền bạc của một số người nữa. Thế nên có những lần tôi đứng trước hội thánh và thông báo rằng khi treo áo ở bên ngoài hãy cầm theo hộ chiếu và cầm theo tiền bạc và ví của mình. Có một số người nhân sự trách tôi nói rằng tại sao mục sư lại thông báo như vậy? Hội thánh là hội thánh mà, người ta đến nghe xong người ta sẽ nói rằng hội thánh này toàn những người tội lỗi à. Tôi nói với người đó rằng đúng, chúng ta không thể vì cái từ hội thánh đó mà che giấu sự thật đã có những người bị mất cắp. Thật ra tôi vì cớ những con người đó mà tôi thông báo hãy cẩn thận, không để cho cái cớ người khác họ dễ bị vấp phạm. Một điều nữa là nếu như ai đó nói rằng ôi trong hội thánh toàn những người tội lỗi à, đúng, hội thánh là một bệnh viện đa khoa mà rất nhiều người bệnh từ bên ngoài họ chạy tới bệnh viện để cần sự chữa trị. Bạn không đến viện bảo tàng để nhìn thấy những điều đồ xịn, không đến cửa hàng bách khoa tổng hợp để nhìn thấy những đồ mới, mà bạn đang tới một bệnh viện bách khoa mà ở đây có rất nhiều người là nạn nhân của một cuộc sống gọi là thế gian. Tại sao gọi là thế gian? Vì gian như thế mà. Ở đó lừa lọc, ở đó làm cho chúng ta đánh mất niềm hy vọng, mất được, mất cái sự tin cậy vào người khác, sự thương tổn trong lòng. Chúng ta đã chạy tới để gặp Chúa Giêsu. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, chúng ta cùng nhau nhận biết hội thánh cần phải sửa nhiều lắm. Amen. Tôi không hoàn thiện, anh chị em không hoàn thiện. Chúng ta cùng trong một gia đình, cùng là anh em, nhìn thấy người khác sai mà im lặng không nói, nhìn thấy người khác uống một cốc thuốc độc bạn im lặng, nhìn thấy một người xỏ chân vào cái giày mà trong đó có một con rắn ở bên trong bạn im lặng không nói. Tôi hỏi bạn là ai, tại sao lại im lặng khi người ta đi đến chỗ chết? Có một lần là một cái làng nọ, làng đó nằm đúng con đường mà thầy kinh từ nơi khác trở về kinh đô. Ở trong cái làng đó có một thằng trẻ con rất là ngỗ nghịch, cứ ai đi ngang qua đường nó trèo lên trên ngọn tre và nó tè vào đầu cái người đi phía dưới. Lần đó ông quan án, ông quan văn đi ngang qua thầy kinh mang về chiều, thằng bé đó cũng tè vào đầu ông quan văn. Lính đuổi theo bắt thằng bé đó, đến gần thay vào khiển trách, quan văn xoa đầu thằng bé và nói rằng cháu dũng cảm, quan cho cháu một lượng vàng vì cháu dũng cảm. Thằng bé hí hửng mang vàng về cho mẹ, vui mừng lắm. 3 ngày sau, theo đúng lịch, quan võ cũng mang kinh trở về kinh đô. Thằng bé này, nó nhìn thấy tùy tùng đông đảo, nó cũng trèo lên tè vào đầu của quan võ. Không cần có người đuổi, quan võ rút ngay phi lao, phóng một phát, thằng bé rơi từ ngọn tre rơi xuống chết. Cả cái làng đó nói đằng sau lưng ông quan võ ác, không tốt bằng ông quan văn. Quan văn xử thế hay thế, nhưng nếu người ta tinh ra nhìn thì quan văn vẫn là tên nguy hiểm. Nếu như răn dạy lúc ban đầu thì thằng bé đã không chết rồi. Thế ra anh chị em ơi, lời Chúa không phải chỉ xoa cho chúng ta được dịu, mà lời Chúa còn mang những liều thuốc cho chúng ta. Tôi muốn nhìn anh em tại đây, chị em tại đây giống như người nhà của tôi. Trong tâm tình của thánh đồ Phao-lô, ông nói rằng tôi nài xin anh em, tôi nài xin chị em, nếu có thể quỳ gối được, có thể quỳ gối mà nài xin.
Hãy thay đổi mình vì cớ vinh hiển của Đức Chúa Trời, vì cớ lợi ích cho chính bản thân mình, vì cớ sự ban phước cho dòng dõi của mình. Hãy cùng nhau học lời của Ngài ngày hôm nay. Tư dục xấu, cái mà vay hết người này tới người khác, không mang lại cho chúng ta giải thoát khỏi sự nghèo nàn và mắc nợ. Có một cái giả của con người chúng ta rằng chúng ta vay một người và hứa tới hạn giả, nhưng không biết được rằng sức chúng ta không thể trả nổi. Đến gần hạn đó, mình lại vay đại một người khác và hứa đại một cái ngày đó. Và cuối cùng chỉ có mấy trăm euro, chúng ta đã vay cả một chục người, cứ lấy người này đập chỗ kia, lấy chỗ này vá vào chỗ khác. Và chính danh dự chúng ta đã đánh mất. Cái cao quý nhất của con người là danh dự và cái chữ tín của mình. Thật ra, xin anh chị em hãy giúp những người khác trong hội thánh. Tư dục xấu có nghĩa là sống trên sức lao động của người khác. Và người Do Thái khi họ thoát khỏi nô lệ chạy vào trong đồng vắng, họ đã lợi dụng Chúa ăn cho ngập răng thịt, nhưng tư tưởng trong đầu của họ vẫn muốn quay trở về nơi nô lệ kia, chỉ nhớ củ hành củ kiệu muối thôi. Họ không muốn lao động, chỉ muốn hưởng thụ trên người khác. Cái đó gọi là tư dục xấu. Amen. Dạ, hay nói rằng tư dục xấu là sử dụng sức lao động của người khác để mà có lợi. Một cái tội thứ hai, đừng thờ hình tượng nữa. Hãy nhắc lại tội thờ hình tượng. Thờ hình tượng không phải là một cục đất hay là cục vàng người ta dựng lên một bức tượng sau đó xì vái thờ lại đâu. Hình tượng ở đây là hết thảy mọi công việc, hết thảy mọi sự việc, hết thảy mọi con người mà bạn và tôi bỏ nhiều thời gian cho nó, bỏ nhiều tình cảm cho nó, bỏ nhiều tiền cho nó, thì cái đó gọi là thần tượng. Một trong những điều kinh hoàng nhất bây giờ là Facebook, trang mạng, nó hút thời gian của người vợ người chồng nhiều nhất, nó hút thời gian của những đứa con không học bài. Cái đó nó có thể trở thành hình tượng. Chúng ta cần phải đập phá những hình tượng đó. Hình tượng không phải là một bức tượng để, không phải chỉ là bức tượng người ta thờ lại đâu. Thần tượng là hết thảy, có thể là công việc của bạn là thần tượng. Nếu như ngày Chủ nhật nó thu hút, tôi nói ở đây không có nghĩa là chúng ta bị một hoàn cảnh bắt chúng ta phải làm cho một khoảng thời gian hoặc phải làm ca. Nhưng nếu như nó kiểm soát chúng ta mà chúng ta không thể mà dứt ra được, như lời Chúa nói, chớ bỏ những buổi nhóm như mấy kẻ quên làm, hãy chiến thắng nó. Công việc có thể là thần tượng, chiếc xe ô tô có thể là thần tượng, ngôi nhà có thể là thần tượng, người vợ hay người chồng có thể là thần tượng, đứa con có thể là thần tượng. Câu chuyện vừa rồi mà phụ huynh bắt cô giáo phải quỳ gối, đứa con của họ có thể là thần tượng của họ, mà đụng phải cục vàng của tôi nhá là tôi không thể chấp nhận được. Từ những năm 90, 80, mỗi gia đình chỉ có 2 con, và bắt đầu người ta không có 7, 8 đứa như ngày xưa nữa, cho nên mấy đứa con đó chỉ có 1 đứa, 2 đứa, nó là cục vàng, nó là con cậu, nó là con cô, con chú, nó là con ông bà hoàng. Nó bị ai đó đánh ở trường, chạy về nhà mách bố. Bố lại có cấp cao ở trong huyện, bố là cấp cao ở xã, nói rằng mày để đấy để bố mày xử lý, kể cả hiệu trưởng chứ giáo viên thì tao cho nó ra bả. Và bây giờ mới có những chuyện nói cô mà khiển trách cháu, cháu ở cho bách bố cháu đấy. Rồi khi mà mắng nó rằng cô có biết tôi là con của ai không. Câu nói nổi tiếng của một cậu con ông giàu có bên Trung Quốc đấy, tôi là con ông này này. Chính vì vậy mà con có thể là thần tượng. Anh chị em, Chúa chúng ta là thần tượng. Amen. Bố mẹ có thể là thần tượng. Nếu bố mẹ nói một điều gì đó mà con phải vâng lời, con phải có hiếu, sai với lời Chúa, thì bạn phải làm sao? Nếu bạn nghe lời đó thì có nghĩa là người đó là thần tượng của bạn, chứ không phải là Đức Chúa Trời nữa. Amen. Nếu bố mẹ nói rằng con phải có hiếu với bố mẹ, phải lấy trộm đồ này, lấy trộm đồ kia, sai với lời Chúa, thì bạn nói không bố mẹ, con tôn trọng bố mẹ, nhưng ăn cắp, ăn trộm đó là phạm tội với Đức Chúa Trời, con không thể làm điều đó được. Xin bố mẹ tha thứ vì tội không nghe lời bố mẹ. Amen. Dạ, bố tôi khi tôi tin Chúa Giêsu, bố mẹ nói mày phải bỏ Chúa Giêsu, chọn một trong hai, gia đình này không có người nào đi theo đạo, phải bỏ, không phải là còn không mày không còn là con của gia đình nữa. Mà biết tôi làm gì không? Tôi biết là thưa nói bố mẹ ơi,
con không thể chọn một trong hai. Con yêu cả hai đều yêu con. Đừng bắt con phải chọn một trong hai. Bố tôi viết thư nói, từ nay mày không còn là con trong gia đình này nữa. Tôi nói rằng, đây là bố mẹ nói, chứ không phải con nói. Đối với con, bố mẹ luôn luôn và mãi mãi là bố mẹ của con. Con luôn luôn và mãi mãi là con của bố mẹ. Nếu được đẻ lần thứ hai để được lựa chọn, con vẫn chọn là con của bố mẹ. Và cuộc chiến đó kéo dài 1.5 năm. Nhưng cảm tạ Chúa, chính Chúa đã thay đổi. Để ngày hôm nay bố mẹ tôi tự hào vì con trai của ông bà là mục sư Hội Thánh Tin Lành. Khi họ hiểu được rồi, họ sẽ không còn cấm đoán nữa. Amen. Còn lúc đó mà sử dụng câu nói, phải vâng phục bố mẹ nha. Bố mẹ nói bỏ Chúa là phải bỏ Chúa nha. Không. Tại sao lại có thể xâm phạm vào quyền tự do, tôn giáo cá nhân của tôi? Lương tâm của tôi biết có Chúa, lương tâm của tôi biết có bố mẹ. Không thể ai bắt tôi bỏ bố mẹ, và cũng không ai có quyền bắt tôi bỏ Chúa được. Chúa là Chúa của tôi, chứ không phải bất kỳ một ai là Chúa của tôi. Amen. Thờ hình tượng là như vậy đó. Quay sang người lân cận nói rằng, tôi thờ hình tượng. Đó là tất cả những gì, sự việc, con người hay là công việc mà chiếm thời gian, sức lực và tiền bạc của chúng ta. Chúng ta thấy đi tiếp này, câu số 8. Nếu chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục. Hãy nhắc lại cùng tôi từ dâm dục. Đúng nghĩa từ Kinh Thánh gốc nó là tà dâm. Chúa tạo dựng cho con người chúng ta có tính dục. Người đàn ông có sự hướng tới người đàn bà, cái đó không phải là chuyện bất bình thường. Có những việc thằng con nó chạy bố là, bố ơi, tại sao con lại có dấu hiệu này dấu hiệu kia? Bố nói rằng thế là bình thường. Còn nếu không có chuyện đó là bị bệnh. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta sử dụng cái tình dục đó vào chỗ nào mới là quan trọng. Tôi nói rằng tôi nhớ có một người bạn mới tin Chúa Giêsu ở bên Nga. Anh tin Chúa được 3 ngày xong thấy tình yêu của Chúa rất là mạnh mẽ trong lòng, mạnh mẽ đến mức độ anh cảm nhận được sờ mó được Chúa nữa. Tôi nhớ cái buổi cầu nguyện đó, đang cầu nguyện xong anh nói rằng, anh chị em ơi hãy cầu nguyện cho tôi. Mọi người hỏi cầu nguyện cho chuyện gì? Ngày mai tôi được Chúa thúc giục tôi ở gái điếm mà tôi đã từng đến đó thường xuyên ngày xưa để cứu mấy cô gái điếm ra khỏi. Anh nói rất là hùng hồn. Những người mà trong cái phòng cầu nguyện đó bây giờ hầu hết là mục sư rồi. Tôi nghe xong tôi nói với anh kéo ra góc bảo, anh ơi, tôi nói tên của anh ơi, đừng làm, đừng ủng hộ như vậy, vì Kinh Thánh chép rằng ai tưởng mình đứng hay giữ kẻo ngã. Anh bảo Chúa xem xét cho tôi có thể làm được, chứ ngày mai về tôi sẽ báo cáo lại tình hình. Khuyên mãi không chịu, ngày 1 không thấy xuất hiện, ngày 2 không xuất hiện, ngày thứ 3 cũng không thấy xuất hiện, ngày thứ 4 chàng lựu rượu đi về mặt rất là buồn. Tôi hỏi sao? Anh nói hỏng rồi. Bảo sao lại hỏng? Ngã rồi. Sao lại ngã? Tôi phạm tội rồi. Bảo kể lại xem tình hình cho làm sao. Mọi khi không có Chúa vào phải trả tiền, còn bỗng nhiên lúc vào nó bảo là free, cho 3 ngày không phải trả tiền. Không, sao nó tốt thế? Tôi nói rằng cái đó là ma quỷ đấy. Bạn nghiện thuốc lá, xin mãi một hơi mà không ai cho. Khi bạn quyết định không còn hút thuốc lá nữa và quyết định bỏ thuốc, bỗng nhiên cái đám bạn đó nó thảo ơi là thảo, nó cho bạn cả bao thuốc lá cơ. Có những người quyết định cai nghiện thì bỗng nhiên những cái thằng mà nó chém mình lên thớt ngày xưa với giá cao, bỗng nhiên hảo tâm cho 1 tháng chích và hút không trả tiền. Bạn lại tưởng rằng cái đó là cái điều gì tình cờ à? Xin lỗi, không tình cờ chút nào. Có một tên là chuyên gia phá con cái Đức Chúa Trời. Tôi cuộc sống trước khi Chúa, hãy cho tôi tâm sự được không? Vì tôi không hề phán xét ai hết tại đây. Tôi đồng cảnh vì cũng đồng cảm. Khi tôi tin Chúa Giêsu trước đó, cuộc sống tôi rất là bệnh bạ. Khi tôi gặp Chúa để đấng sống và đấng có, tôi có một lời hứa nguyện với Chúa rằng, Chúa ơi, bắt đầu từ ngày này, tôi nhớ đó là cuối tháng 4 năm 1992. Tôi làm Chúa ơi, bắt đầu từ ngày này, con sẽ chỉ sống với một người đàn bà, mà người đó là vợ của con mà thôi. Tôi thấy cái đó rất là khó, với một nhân vật tên là Hùng Trắng. Mà tôi xin Chúa nâng đỡ tôi. Tôi quay trở về trường mỏ,
để học lại sinh viên trường mỏ. Và bọn bạn tôi thấy tôi không còn hút thuốc lá nữa, không còn uống bia nữa, và quyết định sống chung thủy với người vợ tương lai của mình mặc dù chưa gặp. Bọn nó nói với tôi rằng, bọn nó uống bia xong nói với cạnh, tao nói với mày nhé, tao cá với mày, hai thằng cùng phòng với tôi đó, ba thằng Việt Nam, tao cá với mày rằng, thằng này không quá một tuần, rồi đâu lại vào đó. Mà mày biết, tôi biết sức của tôi không trông cậy vào khả năng riêng của mình, tôi biết rằng tôi có thể ngã. Thành ra tôi cầu xin Chúa mỗi một ngày, mỗi buổi sáng, Chúa ơi hãy giữ con không phạm tội. Hết đến chiều rồi ngủ, chuẩn bị lên giường ngủ rồi, tôi nói cảm ơn Chúa ngày hôm nay không phạm tội. Không phải một tháng nữa, chiến đấu từng ngày một, có nghĩa là chiến đấu từng nấc từng bước một. Được một vài tuần, chuyện gì xảy ra mọi người biết không? Có một đêm nọ, đang nằm ngủ 2 giờ sáng, có tiếng gõ cửa. Hai thằng kia thì nó nằm nó ngủ rồi, hai thằng Việt Nam, còn mình tôi đó, tôi dậy, mở xem có ai cần gọi gì không. Mở ra có một cô gái Nga, mặc váy ngắn tới đây này. Nói, cô gõ cửa phòng tôi làm gì? Đây là phòng Việt Nam, 3 người Việt Nam ở đây. Cô nói, em đi tìm Andrei, mà không biết bây giờ nó ở phòng nào. Mà tới khuya rồi, không có chỗ ngủ, cho phép ngủ ở nhà này được không? Tôi nói chuyện lạ đây, cái chuyện đứa đi là hoa làm thịt tới đây. Tôi bảo không, ở đây toàn đàn ông mà không thể cho cô vào ngủ được. Ngủ có nghĩa là cái ngủ, chứ không phải là ngủ, là ngủ đâu. Ngủ có nghĩa là ngủ, chứ không phải là ngủ đâu. Tôi mới nói không được, xin phép cô, tôi chuẩn bị đóng cửa lại. Hai nhân vật kia trồm dậy nói không, nhà này đó, bọn tao cũng là chủ nhà nữa. Và cô ta được bước vào phòng. Mọi người biết rồi, chuyện gì đã xảy ra. Mỗi một lần cái chân của tôi thò xuống dưới đất này, để chuẩn bị lọ mọ đi đấy. Tôi nói Chúa ơi, con là đàn ông, không bệnh tật, tại sao sự cám dỗ quá sức thế này? Dạ, chuyện thật đấy. Trần Lê Hùng đã đứng trước mặt được có vợ, tôi ngồi đây, tôi kể không phải chỉ là lần đầu tiên đâu. Tôi nói Chúa ơi, nếu con loạn soạn đi tìm cái dép ấy, là nó chém một nhát cho chân nó cụt, tả cụt cái là phạm tội. Mà cái cửa ốp lúc đó nó đóng cửa rồi. Ở bên Nga cứ 1 giờ đóng cửa, 5 giờ sáng mới mở cửa. Thật ra cái khoảng thời gian đó không thoát ra khỏi đâu hết. Chả nhẽ lại để cô ở đây mình ra lang thang ngoài hành lang. Chúng nó làm gì thì việc của chúng nó, tay tôi không bị điếc. Đòi cứ thế chiến đấu từ 3 giờ cho đến 5 giờ sáng. Cứ hết đi nhảy xuống dưới giường, lại thò chân lên giường, lấy chân cuốn hết cả chân cả tay rồi kẹp tay vào háng rồi quằn quại bên này. Tôi đâu phải bệnh tật. Tất cả mọi cái đều có cái giá trả đó anh chị em. Và tôi muốn nói rằng ma quỷ đưa sự cám dỗ đến trước mũi chúng ta luôn. 5 giờ sáng khi cửa ốp mở cửa, tôi vùng tỉnh dậy mặc quần áo, trời vẫn còn tuyết. Ở dưới đường hầu như không có xe ô tô, tuyết ngập. Cửa nhà thờ lúc đó ngày chủ nhật chưa mở, đến 10 giờ mới mở cơ. Tôi chạy đi bộ, mà dường như thiên đàng nó ngập vào lòng của tôi với khí tuyết trời lạnh, mát hết cả lòng. Thiên đàng ập tới, tôi cảm nhận với Chúa đang cười ở trên thiên đàng nói rằng con đã trả xong kỳ thi. Chạy xuống metro, nằm ngủ ở dưới metro đó, đợi cho đến ngày, cho đến thời gian mà nhà thờ mở cửa, tôi đến đó thờ phượng Chúa. Từ 5 rưỡi cho đến 9 giờ để tới nhà thờ, tôi đã ngủ tại metro, nhưng ở đó là thiên đàng của tôi. Anh chị em ơi, tà dâm là một tội kinh hoàng lắm. Đừng nghĩ tà dâm là gì, tà dâm là hết thảy mọi hành động tình dục mà không trong hôn nhân. Tôi muốn nói với các con tại đây, hãy giữ mình đừng phạm tội trước hôn nhân. Bởi vì cái lợi vô cùng đằng sau khi hôn nhân các con lấy rồi, nó sẽ mang tới lợi ích cho các con nhiều lắm. Mối tình của con và vợ, mối tình của con và chồng sẽ lôi cuốn con không bao giờ nhàm chán, kể cả mấy chục năm sau. Hội thánh Trung Quốc, toàn thanh niên sinh viên họp lại, mời tôi tới, họ đặt tôi câu hỏi. Mục sư ơi, đằng nào cũng là vợ, đằng nào cũng là yêu nhau, đằng nào cũng là Chúa ban cho. Không dừng trước, không dừng sau thì dừng trước, có gì mà phạm luật đâu. Mục sư trả lời. Tôi mới nói một cô người Việt Nam chạy vào bếp mang tôi hai vật ra, một là bát gạo, hai là bát cơm. Tôi nói rằng đằng nào cũng là ăn,
các con ăn gì? Tôi nói rằng ăn cơm. Tôi đưa bát gạo, đằng nào cũng là ăn. Ăn gạo đi. Nó bảo không thích ăn cơm cơ. Tôi mới nói lạ chưa? Tình dục thì nói rằng đằng nào cũng là vợ. Sớm muộn gì trước hay sau thì cũng cứ ngủ với nhau. Còn riêng cơm đó thì là phải ăn cơm cơ. Không cần dùng triết lý, đằng nào cũng là ăn. Bạn có bao giờ đi vào trong siêu thị của Đức, nhìn thấy cái tủ lạnh, bạn nói rằng anh ơi, đằng nào cũng là mình dùng, mình đưa trước đi chạy. Và hai vợ chồng khi hụt bê khỏi Medimark, cái tủ lạnh mang về, chưa ra khỏi cái cửa hàng đó, máy nó kêu công an chạy ra hỏi có chuyện gì, ăn cắp đồ à? Bảo không, đằng nào cũng là của tôi. Chúng tôi ước ao mua cái này, không trước thì sau, vẫn là của tôi dùng mà. Họ nói không, anh chỉ được quyền trả tiền xong sau đó mới mang về dùng được. Bởi vậy cho nên anh chị em ấy, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Điều tôi đang nói không phải phê phán hay đoán xét. Nếu chúng ta đang ở trong, hoặc nếu chúng ta đang bị cám dỗ, thì hãy cùng nhau gặp gỡ. Tôi có thể cầu nguyện cho mọi người lời khuyên. Có cách. Vì cớ danh Giê-xu, vì cớ linh hồn của bạn trước tiên. Rồi bên cạnh đó còn vợ, còn con, còn những người xung quanh nữa. Chúng ta cùng nhau xin Chúa cho sửa lại, ăn năn cái tội chúng ta làm. Amen. Amen anh chị em. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời nào. Dạ. Xin Chúa Ngài thay đổi chúng ta. Xin Chúa Ngài thay đổi. Dạ. Ngoài ra còn nhiều việc khác có liên quan. Tội thứ tư, chúng ta cùng nhau xem câu số 9. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị rắn hủy diệt. Hãy nói chớ thử thách Chúa. Sách Malachi nói hãy nộp 1/10 vào của lễ dâng và lấy điều này mà thử ta. Cái từ thử trong Malachi nó không phải là từ thử ở đây. Từ thử ở đây là từ thử mà ma quỷ đã thử thách Chúa. Ma quỷ nói rằng kia Giê-xu từ nắp đền thờ nhảy xuống đi, vì kinh thánh chép rằng Ngài sẽ cho thiên sứ đỡ ngươi trên tay của mình, cho chân của ngươi không vấp nhầm hòn đá. Và lúc này Chúa Giê-xu nói rằng chớ thử thách Đức Chúa Trời của ngươi. Thử thách Chúa là thế nào? Còn sách Malachi thì Ngài nói rằng hãy lấy điều đó mà thử ta. Trong Malachi, lấy điều đó mà thử ta giống y hệt vợ tôi làm đồ ăn. Tôi chạy xuống dưới bếp nói ô thơm quá em ơi, và tôi lấy một cái thìa múc đồ ăn nói thử đi, và tôi há miệng và tôi đưa cái thìa đó vào miệng tôi ăn nói ngon quá. Cái từ thử đó là hãy nếm đi. Và Chúa nói trong Kinh Thánh rằng hãy nộp 1/10 vào của lễ dâng, hãy lấy điều đó mà nếm sự ngọt ngào và sự trả lời mà ta trả lời các con. Còn thử thách ở đây, và thử thách khi Chúa Giê-xu bị cám dỗ, thử thách có nghĩa là gì? Thử thách có nghĩa là kẻ nào lấy lời Chúa để đáp ứng cái tư dục xấu của mình thì cái đó là thử thách Chúa. Ma quỷ lấy lời Chúa nói rằng lời Chúa nói Đức Chúa Trời sẽ sai thiên sứ đỡ người trên tay của mình, thế ra hãy nhảy xuống đi. Chúa Giê-xu mà ngày hôm nay ở đây Ngài nói rằng có thang máy được gì phải nhảy. Tôi nói thang máy, tôi đâu có phải muốn bộc lộ mình cho người khác thấy rằng tôi là Superman đâu. Còn nhiều điều khác cần phải bộc lộ chứ không phải là chỉ biểu diễn nghệ thuật xiếc. Thật ra ma quỷ muốn lấy lời Chúa để thỏa mãn tư dục của mình, đó là thử thách Đức Chúa Trời. Thật ra có nhiều khi chúng ta Pharisee họ phạm tội nhiều thứ, nhưng mà họ đến gặp Chúa, nói rằng Chúa ơi, con dâng 1/10 bạc hà này, con dâng 1/10 về rau cần này, và Chúa hứa rằng hãy ban phước cho con đi. Chúa nói rằng tội ngươi phạm thì cái điều gì ngươi làm đây đó, đừng lấy điều đó mà thử thách ta. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Có nhiều người làm ăn khó khăn quá, lợi dụng câu Kinh Thánh nói 30, 60, 100 lần hơn, họ nghĩ rằng Chúa Giê-xu hay là hội thánh giống như cái máy làm tờ này 100 euro, nó to ra bên kia 30 tờ hoặc là 60 tờ hay 100 tờ. Họ bắt đầu lấy điều đó nói Chúa ơi, tại sao con dâng tiền cho Ngài mà không thấy Ngài ban phước cho con. Chúa nói rằng con ơi, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, có rất nhiều điều mà con cần phải chỉnh lại cuộc sống riêng của con, thì tiếp theo ta sẽ ban phước theo cách của ta. Amen. Hãy nói người lân cận rằng chớ thử thách Đức Chúa Trời. Nếu Chúa nói điều gì thì hãy làm. Tôi nhớ lại cái ngày
cũng trong cái căn phòng tại trường mỏ đó, tôi cầu nguyện: Chúa ơi, tại sao? Chúng nó đi học rồi, tôi quỳ gối cầu nguyện: Chúa ơi, tại sao? Càng nói về Ngài cho chúng nó, Chúa lại càng chống đối. Chúa ơi, con mệt lắm rồi, làm sao để cho chúng nó tin nhận Ngài? Đang cầu nguyện như vậy, Chúa nói rằng: đứng dậy đừng có cầu nguyện nữa. Rồi, con phải làm gì? Chúa nói rằng: hãy xin lỗi thằng Quân đi. Bảo: tại sao phải xin lỗi? Con đâu có làm gì đó. Bảo: ngày hôm qua cãi nhau người muốn thắng, thầy nó đang tức đến bây giờ đấy. Tôi bảo: chắc là Chúa sai chứ làm gì có chuyện đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa tôi đã vâng lời. Khi tôi nói cái lời đó: Quân, anh xin lỗi em, ngày hôm qua có chuyện gì anh làm cho em bị thương tổn. Nó bảo: mà anh xin lỗi em. Mọi người biết không, bắt đầu từ sau vụ đó, một vài tuần sau, nó đi theo tôi tới nhà thờ. 3 tháng sau chưa hề tin Chúa Giêsu, nhưng mà đứng ra bảo vệ tôi. Bởi một số người họ chỉ trích, cũng bảo vệ. Mấy người đã nói rằng: mày đã tin Chúa chưa mà bảo vệ ông Hùng? Cậu nói rằng: tao chưa tin Chúa, nhưng mà tao thấy cái gì mà Chúa đang làm trên đời sống của anh ta là đúng. Bảo: tại sao? Hắn đã xin lỗi. Tên này chưa bao giờ xin lỗi ai, chưa bao giờ chịu thua ai, mà làm được điều đó chỉ có Chúa Giêsu mới có thể thay đổi được anh ấy thôi. Nhá, tôi bây giờ nói rằng sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Có nhiều khi chúng ta gân cổ trọi gà, cãi lộn nhau để mình thắng. Nhưng mà chỉ cần quỳ gối với Chúa nói rằng: hãy làm điều ta nói cho người, hãy xin lỗi nó đi. Cái đấy khó lắm. Chúa bảo con vác cả tảng núi để chạy 1 km con làm được. Nhưng mà xin lỗi cái thằng này khó lắm. Nhưng mà Chúa đánh đúng cái bản chất kiêu ngạo của mình. Và khi chúng ta vâng lời thì bắt đầu phép lạ xảy ra. Còn nếu không vâng lời thì cứ thử thách đi, cứ ra hết đi. Chúa vẫn lạnh tanh vì ngươi đã thử thách ta. Ngươi hết dùng lời hứa này tới dùng lời hứa kia, nhưng mà ngươi đang trốn tránh một điều mà ta nói với ngươi, hay làm điều này, ngươi trốn tránh. Thật ra chớ thử thách Đức Chúa Trời. Amen. Điều thứ năm, em chưa mệt chưa? Chúng ta nhớ này: thứ nhất là tư dục xấu, thứ hai thờ hình tượng, thứ ba là tà dâm, thứ tư là thử thách Chúa, đánh mất mối quan hệ với Ngài rồi thì cầu nguyện không nhậm lời nữa, và thứ năm đó là khi không nhậm được rồi bắt đầu lầm bầm. Chúa không có, ôi hội thánh thì không có tình yêu thương, ôi tôi đi chỗ khác để tìm yêu thương chỗ khác. Mọi người hiểu không? Có nhiều người chạy sang hội thánh khác. Có nhiều người chạy sang hội thánh khác, bảo: ô, tại sao anh lại xuất hiện đây? Dũng ơi, Đại ơi, một sư đánh mất cái nhẫn, bây giờ đang muốn tìm nhẫn ở đây. Rồi Dũng bảo: tại sao lại tìm ở đây? Mất ở chỗ nào về đâu mà tìm chứ? Đó, bây giờ đến đây, họ nói rằng là hội thánh này không có tình yêu thương, họ bỏ lên nơi khác, họ bỏ đi nơi khác để tìm tình yêu thương ở chỗ kia, trong khi mất ở chỗ này. Đừng chạy ở chỗ khác mà tìm tình yêu thương. Bạn mất ở chỗ nào, hãy quay lại đúng điểm mà mất mà tìm. Và ở đây mới tìm được chỗ mà chúng ta đã đánh rơi. Thầy anh chị em, cái vấn đề nằm ở chỗ không phải bạn tìm ở chỗ nào, mà bạn cần phải ở lại cái chỗ mà bạn đã đánh mất, rồi ở đó xin Chúa mở mắt để tìm được. Chứ chạy khắp thế giới này và cuối cùng người tín đồ đó trở thành tín đồ quốc tế, cứ bay bướm đậu chỗ này, bướm đậu chỗ kia, và cho đến 10 nơi khác, câu trả lời vẫn cứ gọi là không thấy tình yêu ở đâu. Mới đầu tiên họ tiếp đón nồng hậu lắm, nhưng bắt đầu được 3-4 tháng sau thì họ cũng bình thường thôi. Họ cũng phải lo cho cái riêng của họ chứ. Họ không còn wow, không còn vút ve nữa đó. Bạn mới thấy rằng không biết bây giờ phải làm sao thì ở đây không vút ve thôi, không có tình yêu thương. Tôi lại một đàn vịt trời cùng hai cái cánh, nó kêu rằng quạc, và bắt đầu lại cất cánh bay đi đến nơi khác. Và ở đó được 3-4 tháng rồi lại cất cánh bay đi. Bạn ơi, không, chúng ta còn làm trẻ con đến bao giờ nữa? Chúng ta còn làm con đỏ đến bao giờ nữa? Hãy cùng nhau ở lại, đâm rễ vững nền. Điều gì người khác sai, hãy ngồi nói chuyện chỉ cho người ta sai. Còn điều gì mà bạn sai, hãy cùng nhau sửa đổi để rễ của bạn đâm sâu vào lòng đất, tìm tình yêu. Chỗ mà bạn đánh mất, hãy học tấm gương của người đàn bà quá. Khi mất một đồng tiền bạc, bà ta đã đốt đèn đi soi gầm giường tìm kiếm bằng được, và khi tìm lại được điều đã đánh mất, bà ta đã gọi hết thảy những người khác tới chung vui, vì bà ta biết rằng tôi đã học một bài học: không chạy nơi khác tìm điều đã mất, mà ở ngay cái chỗ của mình đã đánh mất. Nó bắt đầu thay đổi hôn nhân của người đàn bà đó, nó bắt đầu thay đổi mối quan hệ của bà với đứa con của mình. Không chạy ra hàng xóm than trách con, mà cùng ngồi với con của mình trò chuyện với nó xem tại sao, cùng trò chuyện với vợ của mình xem tại sao. Chúng ta luôn luôn có cách giải quyết. Amen. Đừng lầm bầm. Khi mà Chúa im lặng,
thì bạn đừng lầm bầm. Có nhiều khi sự im lặng của Chúa đó chính là câu trả lời mà Ngài trả lời mỗi chúng ta. Con cần xem lại cuộc sống của mình. Đó là câu Kinh Thánh, đoạn Kinh Thánh hôm nay tôi chia sẻ. Lời Chúa nói tiếp: những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì ai tưởng mình đứng hay giữ kẻo ngã? Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Không có khó đâu anh chị em. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài yêu anh chị em lắm. Ngài chẳng hề cho anh chị em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Luôn luôn có lối thoát. Và tôi xin Chúa cho những sứ điệp ngày hôm nay nâng đỡ nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi luôn mở lòng, số điện thoại của tôi luôn bật để dành cho những cú điện thoại mà có thể cần lời tư vấn. Tôi sẵn sàng giúp đỡ anh chị em như đã giúp đỡ một vài người thoát khỏi điều mà anh chị em đang gặp bây giờ. Đừng sợ, đừng sợ. Có một vị tướng kéo quân tới một cái làng thổ dân nọ. Sau khi chiếm được cái làng đó rồi, còn một cái thần tượng to mấy mét dựng lên ở giữa quảng trường của cái làng. Vị vua này muốn đập cái thần tượng đó. Các bô lão quỳ gối xin: tướng ơi, tướng quân xin tha cho, lấy gì thì lấy, kể cả vợ con chúng tôi, nhưng thần tượng này hãy để lại cho chúng tôi, nó đứng như vậy. Ông tướng quân đã suy nghĩ một hồi, không hiểu cái làng nghèo như vậy có cái gì đâu, nhưng mà cái thần tượng này tại sao họ lại quý như vậy. Ông quyết định vượt qua hết thảy mọi lời nói, ra lệnh cho quân sĩ lấy búa đập bùm. Đập một lúc thì bức tượng đổ xuống. Khi bức tượng đổ xuống rồi, vàng từ mấy mét ở trong kia bụng của vị thần đó nó đổ ra. Hóa ra bao nhiêu chục thế hệ dân làng này đã quyên có vàng bạc giấu ở trong đó. Bạn ấy, nếu thần tượng của chúng ta vẫn còn đứng, nếu tội lỗi vẫn còn đứng như vậy, nó sẽ che giấu vô số những ơn phước mà đáng lý ra bạn sẽ được hưởng. Và hôm nay nhờ cậy Đức Thánh Linh và lời của Ngài, nào chúng ta cùng nhau lấy búa là lời của Ngài, lấy sức mạnh trong lòng của mình, vì sự trung thủy với vợ và chồng của mình, vì danh của Chúa Giêsu, vì linh hồn của mình, vì hội Thánh Chúa tại Bạc Linh cần được phấn hưng, 40.000 người cần được nghe tin lành. Chúng ta cùng nhau lấy búa đó và cùng nhau phang vào cái hình tượng đó. Tư dục xấu sẽ bị sụp đổ vì chúng ta sống vì người khác. Thờ hình tượng sẽ bị sụp đổ vì chúng ta thờ lạy Đức Chúa Trời. Tà dâm sẽ bị xóa bỏ và rửa sạch vì chúng ta sống có Ngài. Đồ tội thứ tư là tội mà chúng ta không thử thách Đức Chúa Trời. Khi chúng ta có mối quan hệ với Ngài, Chúa sẽ phán cho chúng ta đúng lời của Ngài từ miệng và chúng ta sẽ sống theo lời đó. Điều thứ năm, khi ơn phước của Chúa trả lời thì bạn sẽ dâng lên lời cảm tạ. Chúa nhập lời cầu nguyện của con, không còn lầm bầm nói ngược lại ý muốn Đức Chúa Trời nữa. Amen. Xin mời ban tôn vinh phía trên. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.